Annyeonghaseyo. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Đây là kênh YouTube giúp cho các bạn học giỏi tiếng Hàn với rất là nhiều video hữu ích. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và theo dõi bài thường xuyên các bạn nhé. Hôm nay thì mình quay trở lại với lại cái chuỗi video về tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 2 các bạn nhé. Mình tiếp tục đi vào cái nội dung của bài luyện đọc. Bài luyện đọc. Bài đầu tiên của giáo trình tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 2 đó là bài man nằm man nằm phần luyện đọc các bạn nhé. Chúng ta cùng đi vào bài. 집을 방문할 때 khi đến thăm nhà. Ở đây thì mình có thêm cả mình để song song, bởi vì một phần là tiếng Hàn và một bên là tiếng Việt luôn, để cho các bạn thấy là có bản dịch ở đây luôn. Nếu như các bạn cảm thấy là cái việc học tự học tiếng Hàn ở nhà mà đến mức độ là sơ cấp 2 rồi, nhưng mà cái phần đọc bài á khiến cho các bạn mệt mỏi khi vừa học mà phải vừa dò từ điển để dịch á, thì các bạn hãy cứ tìm đến kênh của mình và mình hỗ trợ cái phần dịch cho các bạn ở mức độ dễ như thế này. Và trong giáo trình thì đương nhiên là nó đều là có từ vựng trong bài hết, nhưng đôi lúc cũng sẽ có những câu mà các bạn dịch nó không có trong bài nhiều, cho nên là các bạn sẽ dịch nó bị sượng á, cho nên là các bạn cứ tham khảo bài dịch ở trong video của mình các bạn nhé. Và nếu như có vấn đề gì mà khó khăn, các bạn cứ để lại ở phần comment bình luận, hoặc là các bạn để luôn ở trên trang cái nhóm là quyết tâm học tiếng Hàn của mình ấy nhé. Rồi mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Lâu nay hình như là không thấy các bạn nào hỏi cái gì ở trên nhóm đấy hết. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi vào bài đọc nhé. Phần dịch thì mình sẽ chỉ dừng lại khi nào mà có cái gì mà hơi khó thôi. Còn lại thì mình sẽ chủ yếu nhấn vào cái phát âm, cái phần đọc nhiều hơn các bạn nhé. Tại vì bài đọc á thì mình sẽ chú ý vào cái phần đọc và phát âm nhiều hơn. Còn phần dịch có sẵn rồi, các bạn tự xem các bạn nhé. 집을 방문할 때 한국에서는 남의 집을 방문할 때 보통 과일, 케이크, 과자를 가져갑니다. Chúng ta có cái từ 남의 ha, 남의 nam ở đây á, nó ngoài cái tên nam như ở người Việt Nam của mình ha, thì nó còn có nghĩa là người khác. Nó bằng với từ tha rưng sa ram các bạn nhé. Nam nam mê là gì? Tha rưng sa ram mê của người khác ha. Đam mê chip là gì? Nhà của người khác. Rồi, được chưa các bạn ha? Rồi. Câu tiếp theo. 너무 일찍 가지 않습니다. Cái từ 너무 các bạn. 너무 너무 và me u nó khác nhau ở chỗ là 너무 nó thường gắn với câu mang tính chất là tiêu cực các bạn nhé. Còn me u là thường là dùng cho lời từ khen hoặc là cảm thán hoặc là một cái điều gì đó tích cực. Còn 너무 là thường là cái câu đó nó mang ý nghĩa là hơi tiêu cực hoặc là chê bai các bạn nhé. 집에 들어갈 때 신발과 모자를 벗습니다. 집 주인에게 인사하고 선물을 줍니다. 식사할 때 숟가락과 젓가락으로 먹습니다. 먹을 때 소리를 많이 내지 않습니다. Câu cuối á, thì chúng ta nghĩ là khi ăn thì không tạo hoặc là đừng tạo ra nhiều tiếng động. Văn hóa của Hàn nó khác với lại Nhật Bản một chút, đó là khi mà ăn uống á, thì người Nhật là gì? Thích tạo ra tiếng động, bởi vì như vậy thì thể hiện là cái món ăn này ngon, cho nên người ta húp lấy húp để ha. Còn người Hàn thì gì? Phải lịch sự hơn, ăn uống nó không có phát ra tiếng động quá nhiều. Vậy là ở bên bên người Hàn thì có cái sự tương đồng hơn với bên mình một chút ha.
Và đối với người người Hàn là gì? Ăn là không có cầm chén ở trên tay các bạn nhé. Người ta để chén ở trên bàn và dùng thì đũa là gắp đồ ăn lên đưa vào miệng, chứ không có cầm chén trên tay như mình ha. Bên mình mà không cầm chén lên tay làm sao? Một là bị la là lười biếng, hai là gì? Tay mà bị cùi à ha, đúng không? Nhưng ở bên Hàn thì gì? Tuyệt đối là không có cầm chén ở trên tay các bạn nhé. Bạn lưu ý cái điểm văn hóa này. Rồi sang đoạn tiếp theo ha. Đoạn tiếp theo đây đều là những bài đọc in kỳ ở trong sách giáo trình tiếng Hàn tổng hợp hết các bạn nhé. Các bạn có thể tham khảo trong sách hoặc có thể là tham khảo cái phần dịch ở trên video của mình các bạn nhé. Đoạn thứ hai, 회사를 방문할 때, 회사를 방문할 때는 정장을 입습니다. 정장 có nghĩa là âu phục hoặc là những cái trang phục công sở, hoặc nó mang cái tính gọi là trịnh trọng các bạn nhé, trang phục trịnh trọng. 5분, 10분 일찍 회사에 도착합니다. Cái chỗ 5 đến 10 phút đó, các bạn chỉ cần đọc 5분, 10분 là được rồi, không cần phải 5분에서 10분까지 đâu các bạn nhé. 5분, 10분 nó mang tính liệt kê là đến sớm 5-10 phút, như kiểu chúng ta đọc vậy ha, chúng ta nói tiếng Việt vậy đó. 코트는 사무실 앞에 벗습니다. 사무실 앞에서 회사 직원에게 전화하고 기다립니다. 식사 시간에는 회사를 방문하지 않습니다. Câu cuối cùng có nghĩa là không đến thăm công ty vào giờ ăn. Bởi vì sao? Người ta sẽ bị cản trở cái bữa ăn, cũng giống như mình trời đánh tránh bữa ăn đó các bạn ha. Rồi, vậy là Hàn Quốc với Việt Nam mình cái văn hóa là khá là tương đồng nhiều đúng không các bạn? Mình cố gắng là đọc chậm bài để cho các bạn theo kịp cái phát âm, và các bạn nhái theo cái đoạn phát âm đấy để mà luyện đọc các bạn nhé. Cố gắng lên. Khi mà các bạn không ai đồng hành thì cái việc học tiếng Hàn sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà mình vẫn cố gắng hỗ trợ các bạn qua những video này, để mong rằng các bạn cảm thấy thích cái việc học tiếng Hàn, biến cái việc học tiếng Hàn trở thành niềm vui cho các bạn. Người ta có câu là gì? Thích việc mình làm và làm việc mình thích, thì giống như là gì? Cả đời bạn cũng không phải làm việc ha. Đoạn thứ ba các bạn nha. 반시 안녕하세요. 반 trong tiếng Hàn, nhưng mà trong tiếng Việt thì nó rất là nhiều cái tên đúng không? Văn này, vân này, bân này, ban này, đều là 반시 hết các bạn nha. 저는 다음 달 15일부터 18일 같이. Chỗ này bị thiếu chữ in rồi các bạn nhờ. 18일 같이 ha. Chút nha. 18일 các bạn nha. Sipo일부터 18일까지 베트남에 갑니다. 우리 회사 동료와 같이 베트남 회사를 방문하려고 합니다. 그래서 베트남에 회사 방문 예절을 알고 싶어요. 좀 가르쳐 주세요. Chúng ta có cái từ 회사 방문 예절 có nghĩa là cái lễ nghi mà thăm hỏi công ty các bạn nhé. Lễ nghi hoặc là cái phép lịch sự, cái nghi thức, dê trần, lễ nghi, lễ tiết các bạn nha. Đoạn tiếp theo, nếu mà cảm thấy nhanh thì các bạn dừng video nha, để các bạn xem cái đoạn mà dịch các bạn nhé. 안녕하세요, 지원 씨. À, 지원 cách ra là đến si các bạn nha. 지원 씨, tại vì mình có nhờ các bạn một nhóm bạn của mình nhá, hỗ trợ cho mình cái bài văn này, cho nên là đôi lúc là cũng sẽ các bạn ấy có thể đánh nhanh quá đấy.
베트남 방문 예절이 한국과 비슷해요. 과 비슷하다 có nghĩa là giống với ha, hoặc là tương tự. Nếu như trong bài lựa chọn cái câu đáp án đúng nhất đó các bạn, cái nào mà ví dụ như chúng ta có qua khoa khá chỉ và qua khoa bị sức thể, thì các bạn phải xét nghĩa của nó là nếu như mà giống, mà giống 100% á, hoặc 90% á, thì chúng ta chọn qua khoa khá chỉ các bạn nhé. Còn tương tự thôi chứ không giống hẳn thì là qua khoa bị sức tha tả các bạn nhé, các bạn nhớ đấy. 베트남 사람들은 인사할 때 악수하는 것을 좋아해요. 베트남 사람들은 이야기할 때 다른 사람의 몸을 만지지 않아요. 아, 몸을 만지다 có nghĩa là chạm vào người người ta, động vào người người ta. Ví dụ như đang nói là cứ đẩy người ta thế này nè, rồi chạm người ta thế này nè, rồi chỉ như thế này nè, rồi thứ hai là chỉ vào mặt người ta như thế này. Những cái biểu hiện đó là tuyệt đối chúng ta không nên sử dụng, nhớ chưa? Nó rất là khiếm nhã đối với người Hàn Quốc. Đó là người ta không thích như thế ha. Bạn bè thân thiết với nhau thì cũng kiểu như là kiểu như dùng tay gõ vào cái vai, cái phần vai này này các bạn. Gõ vào thế này thì vẫn được ha. Nhưng mà đối với người lớn là sao? Rất là hỗn nha. Rồi chỉ vào người ta, tự trêu đùa thì được. Kiểu như là bạn bè, ví dụ như là trêu đùa nhau thì không sao, nhưng mà nói chung là vẫn có cái mức độ hạn chế thôi. Ví dụ như là chúng ta có cái sự trêu đùa thì không sao, nhưng mà kiểu như là mỉa mai, trêu ghẹo người ta quá nặng thì là không nên gọi nhé. Và tuyệt đối đối với người lớn thì không sử dụng. 조심하세요. 베트남 사람들은 손을 씻고 식사를 합니다. 손을 씻을 때는 어린이 먼저 손을 씻어요. Chúng ta có cái từ 손을 씻을 때는. 는 này nó không phải biểu hiện chủ ngữ của câu, mà là nó nhấn mạnh cái 손을 씻을 때, khi mà bạn rửa tay. Khi bạn rửa tay nhá, nhấn mạnh cái thời điểm đó lên. Sau nên mà đứng sau e, đứng sau te thì nó thường là nhấn mạnh cái vế đằng trước đó lên, chứ nó không phải là thể hiện cái son nên si sun te là chủ ngữ đâu các bạn nhá. Nhấn mạnh nó lên thôi. 그리고 식사할 때 베트남 사람들도 소리를 내지 않나요? Đó là gì nhỉ? Cái đoạn trên là gì? Bạn kia nhờ bạn Văn giúp đỡ cho cái văn hóa khi chào hỏi các công ty của Hàn Quốc. Thì bây giờ đoạn này là bạn Văn hỗ trợ cho bạn Jiwon cái điểm này. Tiếp theo chúng ta có thêm đoạn thứ 3. 학교에는 thì đây, 에는 thì nên này nó cũng là nhấn mạnh cái địa điểm là trường học lên. Ở trường học các bạn nhé. 학교에는 오토바이로 갑니다. 제 친구들도 보통 오토바이나 자전거로 학교에 옵니다. 점심때 친구들과 같이 학생 식당에 밥 먹으러 갑니다. Chúng ta có thể ngữ pháp gì các bạn nhỉ? Ở ngữ pháp 1 nào. 으러 가다, đi đâu để làm gì? 밥 먹으러 갑니다 là gì? Đi ăn cơm. 수업 후에, thay vì chúng ta biểu hiện là gì? 수업 한 후에 thì chúng ta có danh từ 수업 cộng với lại 후에. Nó vẫn có nghĩa là sau khi, sau bữa, sau giờ học, sau khi học xong đấy nhá. 수업 후에 공부하러 도서관에 가고 가끔 친구들과 차를 마시러 갑니다. 커피숍이 학교에서 가깝습니다. Cái chỗ này á, coffee shop thì coffee shop này á, thì nếu như chúng ta dùng nên á thì có nghĩa là nó xác định cái quán cà phê mà người nghe đã biết rồi. Còn khi chúng ta sử dụng ika á thì có nghĩa là
những người nghe này chưa nắm rõ được cái quán cà phê đó, à, chưa nắm rõ được cái quán cà phê này nó ở đâu như thế nào, à, thì chúng ta dùng y hakio coffee shop y hakio e kakapsumita, tức là sao nhỉ? Cái bạn này giới thiệu với người nghe là gì? Cái quán cà phê thì nó ở gần trường. Chúng ta đâu biết quán cà phê nào gần trường đâu, đúng không? Đấy, à, và nó không xác định rõ ràng là quán nào. Ví dụ như đâu phải là quán 1 này đâu, ví dụ còn quán 2, quán 3, quán 4 nữa thì sao ha? Cho nên là ơn bên IK nó khác nhau ở một điểm đấy ha. Trong quá trình đọc từ bài này trở đi thì mình sẽ cố gắng là lồng ghép cả những cái giải đáp về ngữ pháp cho các bạn nữa các bạn nhé. Thế nên là hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhé. 10분 좀 걸립니다. Vậy là xong bài Inki của tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 2 bài 1 Mang Nam rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài.